gỗ ở trong rừng á, thì mới khắc cái dấu thiên tâm rồi đeo. Còn mình ngày hôm nay á, mình làm bằng thiết bằng gì cũng dễ ợt, đâu có khó đâu. Rồi bây giờ mình đang bị Covid mà đang nằm ở nhà nữa, mình đeo cái dấu này được ấn chứng bởi tất cả các Phật, các chư Phật, các chư Bồ Tát, các chư Thánh, chư Thần, và cả bên nói chung là cái này là gọi là bao gồm lại hết tất cả bên Hồi giáo nữa. Thì khi mình đeo cái này á, con virus này á, nó là một dạng âm binh, nó đi tìm những người nào mà không có hào quang hoặc là những người tạo nghiệp nhiều á, thì nó nhào vô nó hùng, thì lúc đó mình bị bệnh. Cho nên ở trên mới dạy á, là phải đọc chú Đại Bi, rồi phải đọc kinh Thiên Tâm, là kinh cũng là giống như kinh nhập tụng của bên Đại Thừa thôi, giống giống vậy thôi. Thì khi mình đọc chú Đại Bi á, cái hào quang của mình á, ở trong á, cái luồng điện mỗi lần mình ngồi đọc kinh á, thì người mình cái tư tưởng á, nó giống như cái máy chạy điện vậy, như cục pin vậy đó, nó ra điện. Thì con người mình có hào quang thì con Covid á, nó không có xâm nhập vô được, cái đó là sự thật đó chú Đại Bi. Rồi mình đeo cái dấu này nữa thì cái cơ hội mình bị á, nó nếu mà mình nghiệp nặng á, tại vì con Covid là thuộc dạng nó xả nghiệp nghe, nó có mắt đó, nó biết ngó người á, tự mình không để ý nó con Covid nó có mắt thần á. Thì người bị nghiệp nặng á, thì xả nghiệp thì bị một vài ba ngày thì hết, còn người người mà nghiệp nhẹ đó thì sẽ không bị đó. Thì nên đọc chú Đại Bi, đeo cái dấu này vô lấy họ Thiên. Hôm nay kỳ chỉ nói sơ về thiên tâm là vậy, thì cái nguồn gốc đó là từ trên trời có cả nghìn nghìn năm, xuống thế gian là năm 1979, thì những ở trại tù á thì mấy bác mới đeo cái đó. Rồi đến khi tới lúc mà Kiệt biết á, là ở trên công bố để cho Kiệt biết á, và lộ cơ tới ngày hôm nay á, là năm 2017, thì lúc đó ở tại núi Thiên Long Sơn thì có 12 người, Kiệt với 12 người lúc đó làm một cái lễ. Thì cha ngồi ở trên bệ mặc áo lông bào đỏ, rồi mẹ, rồi lúc đó cha mới ban xuống cái này xuống thế gian. Ở trên nó phải ấn chứng xuống thì cái dấu hiệu nó mới có hiệu lực ở trong cõi vô vi nha quý vị. Cũng y như là cái đóng mộc của tổng thống vậy đó. Thì lúc đó đó ở ngay ở trên trần á, là một cái bông sen khổng lồ, mấy chư Phật ngồi ở trển cũng cũng chứng cái buổi lễ đó rất là long trọng, thì không biết sao tả cho quý vị nữa. Cái đạo Thiên Tâm đã có từ trong cõi vô vi rất là lâu, và những người mà bị Covid mất á, họ cũng có thể theo đạo Thiên Tâm ở bên bên thế giới bên kia. Còn mình hôm nay á, có những người từ năm 2017 tới giờ biết bao nhiêu thiên tai bệnh nạn dịch, rồi khủng hoảng tài chánh sắp tới, rồi sắp sửa chiến tranh, rồi thay đổi những cái rất là cực kỳ lớn, mà nhiều người cũng chơ chơ, cứ coi giống như lời của Kiệt nói giống như đùa vậy đó. Thì đừng có đùa, thì không có gì mà để mà nói ở trên này mà để mà bị người ta khinh thường mà không có hữu ích. Chuyện nói hôm nay quý vị có thể coi thường, nhưng mà sau này á, quý vị sẽ hiểu thì nó muộn rồi, rất là muộn. Thì kiểu thấy có tới ngày hôm nay 3 năm biết bao nhiêu thiên tai lũ lụt nạn tai vậy á, mà cũng có nhiều người vẫn còn chơi chớ, vẫn còn ham danh ham lợi, vẫn còn coi Kiệt là giống như là mê tín dị đoan. Thì bây giờ Kiệt cũng là nói thật quý vị, Kiệt cũng chả có ham thích gì lên đây nói hết trơn, mà như nhiệm vụ lên đây nói để cảnh tỉnh được ai lúc nào thì Kiệt vui lúc đó, thì nhiệm vụ thì phải làm. Chứ hồi mấy tuần trước Kiệt cũng đã xin trên á, là Kiệt không muốn lên đây nói.